Giờ hôm nay là ngày 16 tháng 7 niên Nhâm Dần. Dạ. Và thành hậu có đến đây là nơi khu vực ấp Quy Long. Ấp Quy Long. Quy ha. Ấp Quy Long. Quy Long. Xã Quy Và Mỹ. xã Thành Mỹ, Dạ. Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Thì có hỗ trợ cho gia đình của bác Út Dạ. là cái máy Làm. tôn. Dạ. Với chú Năm nói là trị giá là 6 triệu. 6 triệu. Dạ. Và cái như là 3 căn thì tổng cộng là một căn là 6 triệu, căn bên sông là 5 Triệu. triệu, là 11 triệu. Ở dưới lán chim hay gì chú? Ông Giang Kim. Lán chim thêm một căn nữa là 3 triệu 9, này kể như là 4 triệu, là 15 triệu. Vậy thì Thành Hậu xin rút ra là 9 mạnh thường quân. Và xin đọc lên. Một là Cô Liên rút ra là 3 triệu. Và thứ hai là Mai Thị Thoa 4 triệu, đó là hết. Xin chân thành cảm ơn chị. Và tiếp theo là vị thứ thứ ba là Vũ Thị Như Mai, chị Muội, chị Phước và chị Cẩm rút ra là 3 triệu. Và tiếp theo là chú Chi Nguyễn rút ra là 2 triệu. Và tiếp theo là cô Phan Chính rút ra là 1 triệu 7. Và sau cùng là anh Đức rút ra là 1 triệu 300. Vậy là tổng cộng những vị mạnh thường quân Thành Hậu rút ra là 15 triệu. Thì bây giờ ở đây Đây ở nhờ trên nhà của bà già chồng á, mà bà già chồng bây giờ còn tới bốn anh nữa. Bây giờ thì mẹ cho cái đất này nè, mà hai chồng con không có tiện cắt. cái nhà này đằng cái cột gì đâu mà muốn sụp xỉu hết Đúng chân ơi, nè nè hậu đèn nè một chân vậy đó hết trơn rồi. Còn không khều khều ngắt ngớt chú có bẹp gì à. Dạ đây quý vị mình coi cái nóng rồi nó quẹo hết rồi, đèn ơi cái cây nóng nó gãy ngang luôn rồi. Thưa quý vị, nhà cây gì đâu mà có mấy cây nóng mà gãy hết cây rồi. Dạ, nhà cô này thì ở một mình. Sáng hôm nay giờ Thành Hậu đến cái nhà của một cái gia đình bữa nay bà cụ về hả chú Năm? Dạ 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 đây là gia đình của bà cụ và một ông anh trong nhà. Và đây là máy thiết, và máy thiết ở trên thì nó đã xuống cấp rất là nhiều. Dạ thì không có khả năng để xây cất lại. Dạ thưa bác mới tới. Dạ, mới tới anh ơi. Dạ, thưa chú Năm mới tới chú Năm ơi. Dạ. Dạ. Dạ quen. Dạ. Dạ. Dạ, bà cụ đi đâu mới về? Chứ không có phải đi du lịch hả? Vậy tôi hả? Uống thuốc con nhỏ chẳng thằng hai cái gì cái chuyện cái năm đâu. Dạ, ta chỉ gửi này cho. Rồi 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 đó, bà ngồi bà nói chuyện đi. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà cụ? 83 rồi, ủa 84 rồi. 84 ha. Dạ. 84 là tuổi tuổi dần. Dạ. Dạ. Rồi hôm nay con với chú Năm dạ. Đến đây trước là thăm coi như bác đi, tại vì bác bằng tuổi ba con. Dạ. Và má con hôm nay 83 và vừa mất rồi, Dạ. năm rồi. Thì trước là thăm viếng và phía xa thứ hai nữa là quay lại cái nhà, Dạ. căn nhà của bác. Dạ. Đây thì nghe nói cái nhà này cũng rất là lâu, hiện đang xuống cấp về vấn đề thiết, Dạ. giờ nó xuống cấp quá nhiều. Bà có ước mơ là được không dột mưa không? Dạ. Cũng muốn ước dữ lắm mà không làm không nổi chút. Bởi vì nó xin chú Năm tiếp giùm là mấy ông từ thiện đồ giúp đỡ giùm. Dạ. 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 Rồi vậy mời chú Năm qua đây luôn chú Năm. Bữa nay là chú cháu con đi là khảo sát cái như là ba căn nhà. Dạ. Đây là cái căn thứ nhất.
Chú Năm có thể mình ước lượng là thiết này mình khoảng bao nhiêu tiền không chú Năm? Thiết này khoảng 6 triệu. À, khoảng 6 triệu. Dạ. Yeah. Rồi cái ngôi nhà chú nói ở bên bên kia nữa. Bên kia mà 5 triệu. 5 triệu. Là 11 triệu. Ở dưới kia là một ngôi nhà nữa, thế như là 3 triệu 9. 3 triệu 9 đúng rồi. Dạ. Yeah. Là mình cũng đang làm rồi phải không chú? Rồi, cái kia làm rồi đó. Dạ, dạ. Rồi vậy thì bữa nay con đại diện cho các vị mạnh thường quân đến đây để hỗ trợ cho bác cái nóc. Cái nóc không nghe. Hết mưa dột rồi ha. Bác mừng không? Mừng. Là vì con thương mừng với cháu vì các tay từ thiện đó. Biết hay nói với chú dùm. Tiếp dùm cho được, cảm ơn dữ lắm. Vậy hả? Rồi cái này là con con út, cái út mà nó cục giò. Cũng đi mừng mướn đó. Chui gửi cái cục cái giò, giờ không có bằng được chơi nữa chú. Có thằng cháu ngoại là con của thằng thứ hai, thứ tám, chẳng có đi bằng chú Năm. Đi bằng với chú Năm này ha. Cây từ thiện. Đây quay cái chân anh cái ha. Cây rồi anh hồi đó làm gì mà nó bị gì anh? Đi máy suốt. Rồi cái đứng trên cái mâm rừng mình đi bu đó là cái nó chạp. Trời mưa đâu nó chạp là cái giò này nó chạp vô chân chỗ cái miệng. Miệng của máy suốt đó hả? Cái bữa hổm đi làm bây giờ nó lỡ mua thuốc đỏ rồi đêm nào cũng chết hết không gài. Đêm nào cũng chết hết. Cũng ngần lành rồi mà nó chưa có lành hết. Với phần đi cái giờ nó lỡ lại cái đi cái nó ra máu á. Thằng ơi vậy hả? Anh làm cái gì đi làm là làm đi, gì? Mấy chú đi làm mướn đồ á. Giống như người ta mướn vậy. Người ta mướn gì em làm đấy nha. Cái nhà này nó bị xuống cấp vậy là lâu chưa rồi anh có ở đây hồi 2007 tới giờ chú à? Lúc 2007 tới giờ là chưa cắt trước rồi, cắt lúc trước nhà nước thì cắt trước rồi. 2007 em mới về đây. Rồi giờ thì anh em đến để hỗ trợ cái nhà gì anh thấy cũng mừng không? Dạ em rất là mừng luôn á. Em cũng mơ ước dữ lắm luôn, mà bữa nay là nhờ chú Năm anh Năm với mấy anh đợi ấy cho giúp đỡ cho em được cái nhà là thì chứ mừng hết lớn luôn á. Giờ đây thì cả tấm lòng của cô bác bà con mạnh thường quân. Tuy nhiên mình không có giúp được nhiều theo mong muốn, nhưng mà cũng tạm gọi là mình cũng kính mưa kính nắng bác. Bác thứ mấy? Cô Út. Bác Út. Cho nên hôm nay thì Thành Hậu sẽ đọc lên bữa nay cùng với chú Năm đi hộ ba cái căn nhà, tại vì đặc biệt là cái mùa này vào mùa mưa rồi. Cho nên mình phải ráng tranh thủ. Con thì công việc với chú Năm thì công việc rất là nhiều. Cũng dính ra thời gian ngày 16 tháng 7 niên Nhâm Dần. Thành Hậu có đến đây là nơi khu vực ấp Quy ha. Quy Long. Xã Thành Mỹ, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Thì có hỗ trợ cho gia đình của bác Út là cái máy ton. Với chú Năm nói là trị giá là 6 triệu. Và cái như là 3 căn thì tổng cộng là một căn là 6 triệu, căn bên sông là 5 triệu, là 11 triệu. Ở dưới Lán Chim hay gì chú? Lán Chim thêm một căn nữa là 3 triệu 9, này kể như là 4 triệu, là 15 triệu. Vậy thì Thành Hậu xin rút ra là 9 mạnh thường quân. Và xin đọc lên. Một là cô Liên rút ra là 3 triệu. Và thứ hai là Mai Thị Thoa 4 triệu đó là hết. Xin chân thành cảm ơn chị. Và tiếp theo là vị thứ ba là Vũ Thị Như Mai, chị Mụi, chị Phước và chị Cẩm rút ra là 3 triệu. Và tiếp theo là chú Chi Nguyễn rút ra là 2 triệu. Và tiếp theo là cô Phan Chính rút ra là 1 triệu 7. Và sau cùng là anh Đức rút ra là 1 triệu 300. Vậy là tổng cộng những vị mạnh thường quân Thành Hậu rút ra là 15 triệu. Thì bây giờ đưa luôn cho chú Năm là 15 triệu. Rồi sau đó thì Thành Hậu sẽ tiếp tục đi quay những cái nhà bên kia. Rồi để con gửi cho chú Năm ha. Tự như đây này mình trước này đi ha. Rồi giữ định là tới kia mình giao thêm. 1 2 3 4 5 6
Rồi cũng thay mặt cho quý mạnh thường quân xin chúc cho bác Út và anh cũng thứ Út luôn ha. Dạ. Dạ, luôn luôn được bình an và khỏe mạnh, cố gắng niệm Phật. Dạ. Và Nam Mô Đà Phật. Thôi thì đây là chú Năm và cũng như bác Út cũng có đôi lời gửi đến quý vị mạnh thường quân nha. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Cảm ơn chú siêu mạnh không biết. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Rồi vậy thì một lần nữa con chúc cho bác Út ráng khỏe mạnh. Có đi thì đi du lịch đó, đừng có đi vô bệnh viện nằm chi. Bác thường là bệnh sao? Bác bệnh gì? Ơi, nhất thường là ngồi cái bố này không một tháng trời. Nhất không có nhân mùng, mỗi nằm khơi khơi vậy không có nhân mùng. Tại hai tháng. Rồi bây giờ đi hôm đó đi không được, chú ngồi xuống nhân dân mà mắc kè không. Dạ. Đi tiểu cũng mắc kè, đi gì cũng kè không. Vậy đó hả? Rồi bữa nay đỡ rồi đi, mình ơn được mà đi cái giọt còn. Này còn yếu yếu ha. Dạ. Dạ. Rồi vậy đi con chúc cho bác khỏe mạnh. Thôi để con xin quay sơ cái nhà cái ha chú Năm. Rồi mời đây là ông thợ quý vị. Rồi mời chú Năm đi vô trong cái mình quay cái này, mình coi cái nhà cái thiết nó như thế nào ha. Dạ, đây thì cái máy thiết ở dưới. Máy thiết ở dưới thì nó cũng mình dòm thấy nó cũng coi được, nhưng mà cái là nó này là nó dột phải gì mình căng cao su vậy anh. Dạ, nó dột. Nó dột. Như cái đường này nó dột, bác nói làm dột là nó anh lấy một gì rẻ lót á. Vậy hả? Cho nó nhiễu chúng ta cái mình giặt ra, mình giặt lại cái mình thôi. Dạ. Tức là mấy cái máy con nó bị xuống cấp và cái đòn tay bằng sắt. Dạ, đòn tay bằng sắt thì nó cũng mục ha. Một nhiều ha. Rồi chú Năm mình tính dự án mình làm lên là làm bằng cái gì chú Năm? Cây mình á, cây gỗ mình á. Bạch đằng hay sao? Bạch đằng hay gì? Làm mình tính làm bằng cái gì đây chú? Vậy hả? Ủa gáo trắng nó bền không chú? Bền không? Vậy hả? Bền hơn bạch đằng. Vậy sao? Ủa sao thấy gáo trắng nó nhẹ quá? Là cái gì ta thấy nhẹ vậy ta? Vậy hả? Mới thấy nhẹ chừng tháng sau. Vậy hả? Tháng sau và cứng hơn bạch đằng nữa. Lạ hả? Giờ ta kiếm sản gáo mà. Dạ. Rồi mời quý vị mình ra phía ngoài mình nhìn lên cái ha quý vị. Dạ, nhìn lên coi cái ở ngoài thì nó cái tôn là nó bị mục rất nhiều. Ở trong này thì nó còn dạ. Rồi đây cái tôn máy tôn đó đây. Dạ, máy đây là cái máy tôn. Nó đã kẽm mà nó rất là bị mục lủng lỗ thì nó bị vô nước. Dạ thôi thì Thành Hậu sẽ vừa qua đã hỗ trợ bày ngang bày vậy ha. Dạ rồi thưa toàn thể quý vị, và tiếp theo thì Thành Hậu và chú Năm sẽ tiếp tục đến cái ngôi nhà thứ hai để đây chú Năm sau khi nếu mà làm hoàn thành thì Thành Hậu nếu có thời gian sẽ quay lại những cái máy tôn mà đã phủ lên máy tôn mới được chú Năm là bên tổ từ thiện các nhà chú Năm cái đậu từ thiện mà vừa qua Thành Hậu đã có quay đó chú Năm Dũng nơi khu vực ở xã Thành Mỹ. Thì thôi một lần nữa xin chúc cho cả nhà luôn luôn bình an ha bác với anh. Thôi dạ Nam Mô Đà Phật. Thôi hai chú cháu mình bắt đầu tiếp tục qua bên sông tiếp nhà thứ hai, mời quý vị mình cùng với Thành Hậu và anh chú Năm Dũng ha. Dạ Nam Mô Đà Phật. À, thưa quý vị, tiếp theo là mình qua sông rồi đó quý vị, qua đò rồi qua sông để chạy một cái con đường nhỏ này để đi đến một căn nhà thứ hai. Tiếp theo là cái căn nhà thứ hai. Đây căn nhà thứ hai của bà chị này thì sao chú Năm, hoàn cảnh gia đình sao? Hoàn cảnh này khó khăn quá, rồi có tật đi không được nữa, đi bằng hai cái tay không à. Ủa vậy hả? À, đâu bà chị đó đâu? Dạ, nè bà nè. Dạ chị đi cho thấy cái gì cô. Đi bằng hai tay hả? Đi bằng hai tay. Dạ. Đó bà đi gì đó. Đó bà đi gì đó. Cái này mình cần xe lăn không? Đường này đâu có đi xe lăn. Tại vì mình có xe lăn có thể mình hỗ trợ cho. Nó khỏe một chút. Chó thạch lặn mà đi không có được. Vậy hả? Rồi chị ở đây với ai? Vậy hả? Không có ai luôn ở mình, ai ở đây sống có gì thì cho
Vậy hả? À, cái này là đất của bên chị hay gì? Vậy hả? Này mình cho ở đâu? Cho mấy người bà khổ chắc quá cho. À vậy hả? Quá một cảnh khó khăn rồi. Rồi cái này chứ giờ chỗ nào mà ở? Rồi cái nhà này đằng cái cột gì đâu mà muốn sụm xỉu hết rồi. Đúng chân ơi, nè. Nè hậu. Nè. Nè. Hết trơn rồi. Không khiều khiều rất rớt xuống cái bẹp gì. Dạ đây quý vị mình coi cái nóng kìa nó quẹo hết rồi. Tàn ơi, cái cây nóng nó gãy ngang luôn rồi. Thưa quý vị, nhà cây gì đâu mà có mấy cây nóng mà gãy hết cây rồi. Dạ, nhà cô này thì ở một mình. Này quán cho ăn thước này cho rộng chút xíu. Dạ. Rồi, mời chú Năm vô đó ngồi luôn đi. À, xích vô chị vô cho mình. Dạ, đây. Nhà của chị. Dán phên hết trơn, cái này bà mới hết cả mộng quá khứ luôn, quá khứ luôn. Dạ. Có che mà ba cái cho bớt ấy bớt nóng lại, bớt giọt rồi lại ha, giọt bớt nóng luôn. Dạ. Quê hương chị ở đâu chị? Hồi xưa giờ ở đây hả? Chị hả, lên đó được không ta? Được lên đi không sao, không sao đâu. Chưa. Mới vậy. Chị ra đây ngồi luôn chị. Chú Năm tiếp đó, chú Năm ông xích vô, bận luôn xích vô. Rồi được rồi, đây. Dạ rồi. Rồi đây. Rồi chị qua đây đi, chú qua đây đi. Dạ. Thì thưa quý vị, nhà cũng lỗ gì rồi đi lọc chân lọc tay rồi sao? Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? 51 rồi. 51 tuổi. Dạ. Rồi xưa giờ chị có gia đình con cái gì không? Không. Vậy đó hả? Sống mình nên vậy hả? Rồi hàng ngày làm gì được chị? Có học điều đó, hồi nãy là học điều đó hả? Lạc học điều vậy một ngày mình được bao nhiêu tiền chị? Có 20 ngàn, tối ngày có 20 ngàn. Yeah. Rồi cái người cho mình ở đậu đó là có bà con gì? Chị dâu. Dạ. Dạ. Thôi thì cũng thưa cũng như là chị tên gì? Thành phố. Chị Phố, và năm nay thì chị 51 tuổi. Giờ hôm nay thì em đến đây với chú Năm. Thì nghe chú Năm nói là ở đây có một cái hoàn cảnh của chị rất là đặc biệt, cũng như là mình sống một mình, neo đơn. Mà cộng vào đó thì cái nhà nãy em xuống dưới, nếu mà ngồi và đằng sau đó chắc không, chứ em không dám ra, tại vì thấy mấy cái nóng quá nó quẹo hết trơn rồi. Và nếu được chặn bụng như chú Năm mà chắc ra sao nó chắc cắt lại luôn. Chắc liền chứ không có để ngày nào nữa đó. Dạ thôi thì hôm nay em thay mặt cho các vị mạnh thường quân, cũng như vừa qua em đã có đọc lên đó, thì những vị mạnh thường quân đó hỗ trợ. Thì tiếp theo thì con xin hỗ trợ cái ngôi nhà này là 5 triệu nha. Rồi chú Năm coi sửa sang lại cho Lâm. Mình làm chắc làm lại hết luôn chứ. Hết luôn rồi, có đèn sàn rồi nóng. Cây này bây giờ là nó quá một mèo. Mình làm nguyên bộ sườn mới luôn rồi. Dạ, rồi nóc mới rồi, hết mới hết luôn. Dạ, cây bây giờ nó như gì hết, nó bị con xăm gì ăn. Vậy? Ăn tiêu hết rồi. Dạ, xăm thì ăn hết rồi. Đó. Còn như cái này mình mượn người ngoài này mà anh em dỡ giùm được không? Dạ. 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 Đã mục hết rồi. Mày bị dỡ mình làm mày mới hết. Chứ không. Thì mình cái này mà sửa không biết được sửa. Dạ, sửa đâu được, dùng cái cũ cái mới mà để vô. Mới. Cái dàn cây này nó bị ấy hết rồi, sụp xỉu hết rồi. Sụp xỉu hết. Con đi thấy nó cũng hơi yếu nè. Yếu quá, con này yếu quá mà. Dạ, đi phải đi ngay cái cây gầm mới được. Cây mầm. Dạ. Dạ thôi thì Thành Hậu xin đọc lại danh sách ha, một lần nữa để hỗ trợ, cũng như hôm nay là ba hoàn cảnh. Một là hoàn cảnh ở bên kia, cái anh bị cục cái chân là vừa qua 6 triệu. Và tiếp theo hoàn cảnh của chị Phố neo đơn. Hôm nay Thành Hậu sẽ rút ra những số tiền, cũng như là cô Liên rút ra là 3 triệu, Mai Thị Hoa 4 triệu là hết. Xin chân thành cảm ơn chị Vũ Thị Mai và chị Vũ Thị Như Mai và chị Mụi, chị Phước, chị Cẩm xin rút ra 3 triệu. Chú Chi Nguyễn rút ra 2 triệu.
và cô Phan Chính rút ra 1.700.000. Anh Đức rút ra là 1.300.000, vậy là tổng cộng 15 triệu. Vừa qua Thành Hậu đã có gửi chú Năm là 6 triệu. Tiếp theo Thành Hậu xin gửi lại cái hoàn cảnh này là 5 triệu nữa ha chú. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. 1, 2, 3. Rồi, 5. Dạ. Thì hôm nay Thành Hậu thay mặt cho các nhà hảo tâm cùng quý vị mạnh thường quân đến đây để hỗ trợ, cũng như đây là chú Năm chuyên các nhà từ thiện sẽ giúp cho chị một cái căn nhà lành lặn hơn để đi lọt chân lọt giò. Thấy tội nghiệp chị quá. Thôi thì hôm nay chị cũng đôi lời ha gửi đến quý vị mạnh thường quân. Dạ, xin kính mời chị. Dạ. Dạ, xin cảm ơn quý vị vậy đó. Cảm ơn quý vị. Dạ, đã giúp cho chị được cái ngôi nhà cho nó vững chắc chút, chứ để bây giờ nếu mà dông hôm qua là bữa đó dông quá dông nhà chị có gung ginh không? Có. Gung ginh gần sập không? Gần sập quá. Gung ginh gần sập luôn. Gung ginh. Dạ. Rồi vậy tiếp theo thì chú Năm đi, chú Năm thay lời cho chị đi ha. Có đôi lời gửi đến quý vị mạnh thường quân nha chú Năm. Đôi lời đến mạnh thường quân, cũng nhờ mạnh thường quân với Thành Hậu giúp được mấy ấm gia đình cho gia đình này. Tôi cũng thành thật và chúc quý vị được dồi dào sức khỏe và mang được dạng sự tốt lành. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thì Thành Hậu xin thay mặt cho cô bác bà con mạnh thường quân xin chúc cho chị luôn luôn được bình an sức khỏe, cố gắng vươn lên, cố gắng nhớ niệm Phật, mình vừa lạc một điều cái mình vừa niệm Phật để cho bớt cái nghiệp khổ của mình. Chỉ tới hiện giờ mình đã có một cái nghiệp rồi và thêm cái khổ nữa thì thôi giờ mình muốn bán đi cái khổ nghiệp này thì chỉ có là mình gán niệm Phật cái chị ha. Có làm cái cho con giảng vậy hả? Mấy ngày giảng mấy ngày giảng dạ đó vậy đó mình ở mình nên nè cái mình chỉ đâu có dạ. Dạ. Rồi. Rồi vậy thì hình như có thờ rồi không đăng nữa rồi bằng cái nhà qua rồi sẵn có anh em mượn người thờ rồi luôn cho. Yeah. Mượn cho chú Năm là thượng hình thầy nè, rồi cũng như là tam bảo. Tam bảo. Dạ, cúng quyền vậy đó, làm cho nó khang trang lên chút nha chị. Cúng. Dạ thì thôi hôm nay Thành Hậu nguyện đem công đức lành này xin hồi hướng cho bộ quyến gia đình của toàn thể quý vị mạnh thường quân trong và ngoài nước được tháng 7 này luôn luôn được bình an sức khỏe và gia đạo luôn luôn lúc nào cũng được bình an và tinh tấn tu hành trên con đường tu thân hành thiện của mình. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tiếp theo Thành Hậu và chú Nam Dũng sẽ tiếp tục đi thêm một cái hoàn cảnh thứ ba, là hoàn cảnh đó là nơi khu vực ở cầu Lắng Chim. Quên, ở đây là khu vực gì chị? Ở đây là gì? Phú Thuận. Xã Phú Thuận thuộc về An Giang ha. Dạ. Số 6. Dạ, ở số 6 An Giang. Rồi Thành Hậu xin mời quý vị mình ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi xin thân ái kính chào. Chúc chị bình an ha chị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đi Thành Hậu. Có đi. Dạ, thưa quý vị, tiếp theo thì đây là một cái hoàn cảnh thứ ba mà vừa qua cái nhà này đang làm thì Thành Hậu không có. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thôi thì tiếp theo hôm nay Thành Hậu sẽ đi vào cái ngôi nhà thứ ba. Và ngôi nhà này thì sau khi cất và trước kia thì Thành Hậu không quay được, cũng nhờ đội từ thiện để đến khảo sát cái ngôi nhà. Thì đây là ngôi nhà thứ ba mà trong buổi sáng ngày hôm nay Thành Hậu đại diện cho cô bác bà con mạnh thường quân trong và ngoài nước đến đây để hỗ trợ cho những cái ngôi nhà trong cái mùa mưa bão này được kính mưa kính nắng, cùng với những cái đứa em cháu trong nhà. Thì mời quý vị mình cùng với Thành Hậu để đi vào bên trong để mình sẽ hộ tiền đã mua rồi nhưng mà chưa có quần lại lấy số tiền đó. Và Thành Hậu đến đây để hộ sao và hỏi cái hoàn cảnh của gia đình như thế nào hay quý vị. Mời quý vị mình vào bên trong. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cho đến hôm nay thì cái nhà đã hoàn thành, Thành Hậu mới đến đây quay lại được. Dạ.
Trước kia là cái nhà này cũ hay là mình cắt lại mới luôn chú Năm? Cái này mới. Vậy hả? Mà cũ vợ đó. À, nó cũng rất là vợ đó. Vậy hả? Dạ. Này là cái đội bên chú cắt đấy ha. Đúng rồi. Dạ. Cắt hồi bữa nào chú Năm? Bữa mùng 10 thế gì đó. Mười. Dạ, dạ. Cái này mình cắt lên là bên đội từ thiện hay là mình có mướn gì không? Không, không, này của mình không. Yeah. Ừ, coi như là sàn này cũng của mình cũng rồi. Yeah. Ừ. À, sàn này đúng không ha? Ừ, sàn. Rồi dán gáo này là gáo vàng hả chú? Gáo vàng, gáo vàng nè. Gáo vàng. Yeah. Cái thiết ở trên là thiết mới. Chung mới thiết của mình đó. Dạ, thiết bữa hẩm chú của anh Mười Tâm nói đấy à, hả? À, đúng rồi. Dạ, đây là cái gì? Dạ, còn thiết này đó là nó 3 triệu 9 ha. 3 triệu 9. Dạ, mà cái gì mình vào bên trong. Cái nhà này bề ngang bề cao quá, bề ngang bề dài bao nhiêu hả chú Đồng? Ngang 4 thước, dài 8 thước. À, ngang 4, dài 8. Dài 8. Dạ. À, đây cũng im quá. Đây là chưa có làm bàn thờ vậy ha. Chưa. Chào anh trai. Ừ. Này là mình cũng chưa hoàn thành nữa ha, mới còn đang làm đó, đó ha. Dạ còn đang làm xong. À. Dạ, đây là mình nhà còn vừa đang làm. Đang làm cũng sao ha. Dạ, đây. Dạ, kính thưa chú Năm, cùng với gia đình hôm nay Thành Hậu đến đây. Cái ngôi nhà này trước kia là mình ở đâu vậy cưng? Dạ hồi đó là hai chồng con muốn nhà trọ là ở trên Long An á, rồi mùa dịch về đây rồi ở nhờ trên nhà của bà già chồng á. Bà già chồng bây giờ còn tới bốn anh nữa. Bây giờ thì mẹ cho cái đất này nè mà hai chồng con không có tiện cắt, nhờ bác Dũng xin cây rồi về cắt. À. Ở vậy chứ hồi đó là hai chồng con về là ở nhờ nhà mẹ ở nhà xong đó ha. Dạ cắt bữa giờ chắc mới được tuần hả bác Dũng hả? Nói mùng 10 đó. Dạ bữa mùng 10 bữa nay gầm 16 là mới được có 6 ngày mà con làm trước cái sàn này là đi xin sàn xin cây đồ chắc cũng cỡ nửa tháng vậy đó hả? Dạ. À. Nếu mà dựng nhà thì mới có 5 ngày thôi, 5-6 ngày thôi. Liên hệ với chú Năm. Dạ. Chú Năm nhờ bác ba, nhờ con không biết chú Năm nữa, cái nhờ bác ba dắt đi xin giùm. Dạ cái bác hàng xóm này nè. À. Dạ bác dắt đi xin giùm. Rồi vậy là mình cái nhà này là hoàn thành hết rồi ha chú Năm. Hoàn thành tất cả mọi thứ thì hoàn thành. Dạ. Thì hôm nay mình Thành Hậu đến đây để hỗ trợ cũng như sớm giờ thì đã hai căn nhà rồi, thì tiếp theo căn nhà này căn nhà thứ ba. Dạ. Nghe nói đâu là cái thiết là còn thiếu lại là 3 triệu 9, tức là thiết trên nóc, trên nóc đấy ha. Rồi vậy thì Thành Hậu xin gửi lại 3 triệu 9. Đây là những vị mạnh thường quân. Thành Hậu sau cùng thì xin đọc lên những danh sách của những vị mạnh thường quân để hỗ trợ đóng góp vào ba căn nhà tổng cộng là 15 triệu. Xin đọc lại là một là cô Liên rút ra là 3 triệu, thứ hai cô Mai Thị Thoa 4 triệu, tiếp theo là Vũ Thị Như Mai, chị Mụi, chị Phước, chị Cẩm là rút ra là 3 triệu, tiếp theo là chú Chi Nguyễn rút ra 2 triệu, cô Phan Chính rút ra là 1 triệu 7, cô anh Đức rút ra là 1 triệu 3, thì tổng cộng là 15 triệu. Thì vừa qua Thành Hậu đã gửi cho chú Năm là 11 triệu. Và tiếp theo thì xin gửi lại cho chú thêm 4 triệu nữa, là tổng cộng là 15 triệu. Dạ, thì đây con xin gửi cho chú Năm ha. Dạ. Dạ là đó là 4 triệu. Dạ. Thì sau cùng Thành Hậu xin quý vị cũng quan hỷ cho, tại vì mấy cái đợt làm nhà thì Thành Hậu không có được trực tiếp xuống quay, chứ theo đúng ra là mình phải trực tiếp xuống quay để cho gửi đến mạnh thường quân. Là gia đình của cưng. Dạ. Là đã thực tế là không có ngôi nhà. Dạ. Và sống nhờ với gia đình. Dạ. Tức là bên chồng. Dạ. Sau khi cũng là một công nhân ở trên Bình Dương trở về đây ha. Dạ. Rồi mình có dự định là
đi làm về đây làm cái gì sống không? Dạ thì ảnh giờ nhà cửa xong là ảnh xin đi làm hồ. À, dạ, rồi Cưng thì ở nhà. Dạ ở nhà giờ coi con nhỏ với đương bé nó đi học. À. Dạ chứ lãnh ba cái hộp điều cũng ừ, có hộp điều thì mình rảnh thì mình gọt. Dạ. À vậy đó ha. Dạ dạ. Mình kiếm tiền cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Dạ. À, thôi thì anh Hậu thay lời cho quý mạnh thường quân. Dạ. À, cũng xin chúc cho gia đình luôn luôn được bình an và làm ăn luôn luôn được phát đạt ha. Nhà mới mình cắt lên, cái nhà này thoáng mát, cắt thì cũng đẹp, mấy anh bên từ thiện cắt cái nhà này thấy cũng êm. Mình chịu khó mình lao dầu này. Dạ con lao dầu mà giờ thì ảnh đi làm mới có khả năng giờ hai chồng con hết vốn hả? Hết vốn. Vậy hả, nhà nào mình bù vô nhiêu nhà? Dạ, nhà này là nếu mà hay chồng con xây nhà rồi xây nhà tắm rồi đinh rồi bọng rồi chắc cũng cỡ 5 triệu. Vậy đó ha. Dạ 5 triệu. Cái ngôi nhà này hết luôn á, nếu mà bỏ tiền của đứa em này ra là mình khoảng bao nhiêu tiền mà chú nào? Chú bên từ thiện mình không á? Bên từ thiện mình không, 10 mấy triệu ạ. À, vậy đó ha. Dạ. Tại vì mắc tiền thiết. Mắc tiền thiết. À, thôi thì một lần nữa trong buổi sáng ngày hôm nay Thành Hậu cũng thay mặt cho tất cả những cô bác bà con nhận được những cái phần quà đến từ Mạnh Thường Quân. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị Mạnh Thường Quân và xin chúc cho tất cả những vị Mạnh Thường Quân luôn luôn được bình an sức khỏe. Và Cưng cũng có đôi lời gửi đến quý vị Mạnh Thường Quân nữa ha. Thay mặt gia đình thì con cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ giúp đỡ cũng như gia đình con, hai gia đình khác nữa. Xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân, chúc các Mạnh Thường Quân mạnh giỏi. Dạ, rồi chú Năm đôi lời cái mình chia tay luôn chú Năm ơi. Dạ. Cũng có đôi lời mà kính chúc cho Mạnh Thường Quân, Thành Hậu cũng được dồi dào sức khỏe, đặng mà làm ăn cũng được phát đạt, đặng mà giúp những ngôi nhà quá khổ khó. Thôi thật cảm ơn. Dạ. Thì theo đúng ra mỗi một cái ngôi nhà thì Thành Hậu sẽ đích thân đến quay lúc mà chưa có ngôi nhà cho đến khi hoàn thành. Nhưng mà đây thì quý vị cũng quan hỷ, công việc Thành Hậu thì cũng hơi nhiều, cho nên mình cũng tin tưởng chú Năm đã có xét rất là kỹ tất cả những cái hộ khó khăn trong địa bàn hoặc là ngoài địa bàn. Thì chú Năm đi đến tận nơi và xét rất là kỹ, kể như là thay mặt quý vị Mạnh Thường Quân rồi đã xét những hoàn cảnh đó, cũng như hiện tại quý vị mình thấy hai vợ chồng hai đứa con rồi, làm sao nhiều khi mình cuộc sống mà còn không có dư nổi huống gì mà làm sao dư được các cái nhà. Cho nên đây là mấy chú đã thay những vị Mạnh Thường Quân đã đi xét đúng nơi đúng chỗ và trao cũng phải đúng những cái người, thì mong rằng quý vị cũng quan hỷ cho Thành Hậu hay quý vị. Thôi thì trong buổi sáng này Thành Hậu cũng xin chúc cho toàn thể cô bác và anh chị em Mạnh Thường Quân luôn luôn được bình an sức khỏe và trăm điều phúc lộc vừa đem lại, muôn chuyện nhàn cư đến chẳng ngưng, và chúc cho quý vị được sắc đẹp và làm ăn được có tiền, và bên cạnh là đặc biệt là sức khỏe và trí tuệ, và đi trên con đường chánh đạo để mình tiếp tục hoằng dương chánh pháp của Đức Phật Đức Thầy. Và bên cạnh thì nhớ là quý vị có dư ra thì ủng hộ cho tất cả những hoàn cảnh còn thiếu thốn để cho rơi bớt đi nỗi khổ và niềm đau. Và xin chúc cho quý vị một lần nữa thường an lạc. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.